Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn đón xem bản tin chung cư số 67 của ban quản lý tòa nhà Dolphin Plaza. Trong bản tin tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một số thông tin về loại virus Zika, một loại dịch bệnh do mùa truyền nhiễm đang lây lan tại một số quốc gia. Kính thưa quý vị và các bạn, virus Zika là loại virus do mối truyền nhiễm. Loại virus này có thể gây ra một số triệu chứng như sốt cao, đau mắt đỏ, đau đầu, đau khớp và phát ban. Đặc biệt, nó để lại di chứng đối với những phụ nữ mang thai như gây teo não ở trẻ nhỏ. Để ngăn ngừa và phòng tránh loại dịch bệnh do mối truyền nhiễm, tuần vừa qua, Ban Quản lý Tòa nhà Dolphin đã tiến hành nạo vét hệ thống cống rãnh, hố thoát nước tại hầm B1, B2 trong tòa nhà và khu vực ngoại cảnh, phối hợp với đơn vị kiểm soát côn trùng để rắc hóa chất phòng chống muỗi. Bên cạnh đó, Ban Quản lý Tòa nhà cũng phát hành thông báo gửi đến cư dân và tuyên truyền qua hệ thống bảng tin thông báo và TV tại sảnh của tòa nhà. Để bảo vệ người thân và gia đình của mình tránh khỏi nguy cơ bị nhiễm virus Zika, chúng tôi có một số khuyến cáo như sau. Không đi du lịch đến các quốc gia đang xảy ra dịch bệnh, sử dụng điều hòa hoặc mảnh cửa để muỗi không thể xâm nhập vào trong nhà, mặc quần áo dài khi đi ra ngoài, mắc màn khi đi ngủ, sử dụng dung dịch ngừa côn trùng. Trên đây là một số thông tin về dịch bệnh virus Zika. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem bản tin tuần này của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại tại bản tin tiếp theo.